Mí lấy cho em. Mí ở Mí thì không có rồi, bên Mí không có, chỉ có là ở Việt Nam thôi. Thế mà nhìn cái hình nhìn ngon nhỉ. 70 ký nha cả nhà nha. Trên 70 ký thì lấy cho em size L. Chỉ còn đúng 3 suất cuối cùng thôi. Con áo này là đang bán. Mấy xích nhá. Đủ size thôi. Con này kẻ sẽ khó ăn lắm. Đây. Mọi người chờ mình 10 giây quảng cáo. Bây dịch bốc sơ. Đúng đấy, bốc sơ bán được thề. Bây dịch bốc sơ, đấy, buồn nhai. Các anh nam nào đi qua. Rồi. Ui, chà chà. Đấy, mặc vào như kiểu body này chưa. Đấy, phải gồng cơ như này. Đấy, mặc áo basic nhảy là phải gồng cơ như này. Nhìn cho nó cơ bắp như này cả nhà nhá. Đây. Đủ size đủ màu nhá. Quần jean nữ mặc được có ạ. Quần jean thì bé mang mặc cho em size S nhá. Size S nhá. Đây, bây giờ em sẽ lên áo basic nhà Quang Lê Store. Và áo này là có 4 màu gồm là màu đen, màu trắng, màu camel và màu nâu nhá. Linh công như vậy. Có 4 màu cả nhà, màu trắng này, màu đen này như mình đang mặc, màu camel và là màu nâu. Giá như của nó đang là 339k nha. Mà hôm nay em sẽ lên cho mọi người nhá. Lên mấy suất anh ạ? 15 suất thì mình sẽ nghỉ. Lên con áo này nhá. 5421 ghim. Cao 1m78, nặng 68 kg. Lấy cho em size L nhá anh ơi. Lấy cho em size L nhá. 60-63 kg lấy cho em xe M nha. Lấy cho em xe M. Mặc quần á, bé mong măng mặc xe M cho mình nhá. Mặc xe M cho mình có xe S. Đây mình 1m7 nặng 63 kg đang mặc xe M đấy. Đây anh Hoàng đang mặc xe gì ạ? Mình đang mặc xe L. Áo này không, hiện tại là ở ngoài không có, nên là mình mặc tạm là xe L thôi. Nhưng bình thường mình mặc áo basic thì mình mặc xe M. Thì nó tôn cái đô lên đấy. Người cũng đô phết đấy. Nữ 165 kg mặc cho em xe M nhá. Xe M đi ạ. Tí nữa mình mặc con Âu rồi. Tí nữa mình mặc con Âu, mình sơ vin cho mọi người thử cái con áo này. Mặc với là phối đồ là cực kỳ đẹp luôn. Không chỉ là mặc quần jean này, quần bò này, quần đùi này, mặc với quần Âu cực kỳ đẹp luôn cả nhà nhá. 1m7, nặng 60 kg lấy cho em xe L. Tí nữa em bán xong con áo basic này thì em sẽ lên quần Âu thì sẽ nghỉ. Đấy, ở với boxer thì sẽ nghỉ. Mọi người đây, chất liệu con áo này là 95% là cốt tông tự nhiên, 5% là sợi sơn đạch, nên là cái đồ co giãn của áo này là cực kỳ cao luôn. Mình kéo như thế này đấy mà nó vẫn về lại form này, vẫn là giãn như cũ này, không bị bay giáo này. 169-45 kg lấy cho em xem sẽ ép nhá. Em sẽ là đấy, mặc cực kỳ đẹp luôn và đồ mặc cực kỳ mã cả nhà nhá. Mặc cực kỳ mã luôn. Con áo này là bán, con lượt bán là bán hàng đầu của bên nhà con store. Còn bộ anh mặc là quần màu xanh, mình đang mặc xanh nhạt. 1m7 62 kg đang mặc CM. Đấy, 1m55 69 kg ấy, mặc cho mình CM nhá. Mặc cho mình CM. Áo này mặc cực kỳ mát luôn, cực kỳ mát. Đấy. Và thoáng khí này, thoáng khí thấm hút mùi cực kỳ tốt luôn. Mọi người vận động các kiểu ấy, mùa hè này mọi người vận động, mọi người thể dục thể thao, mọi người đi cà phê, mọi người đi xem phim ấy, mặc cực kỳ đẹp luôn. Vấn đề thể thao vào mồ hôi thấm hút mùi cực kỳ tốt luôn. Áo này cực kỳ đẹp luôn ở nhà nhá. Giá niêm yết của nó là 339k. Hôm nay em bán có giá đang là 229k thì phải. Mình hình như đang là 229k hay là 239k gì đấy. Mà có hình thêu này, QL này, chai bà này. Đấy mọi người ạ. Nó mặc đẹp lắm. 209k, ui rẻ thế ạ. Nãy em bán là 239k thôi ạ. 229k. Áo mấy đứa thì hình như ngày mai sẽ ra lại 239k này. Ôi, 53 kg thì lấy cho em size S nhá. 239 đúng rồi. Nhưng ai mà đang thấy giá dưới 239 thì mọi người có thể mua hàng đi ạ. Mình chốt cho Hoàng cảm ơn mầm nhá. 174k, ôi rẻ thế ạ. 168, 1m68, 60 kg lấy cho mình size L nhá. Để mình size L nhá. Quần jean nữ bùng 85 cm, cao 1m56 à. Lấy cho mình size M đi ạ. Size M. Quần jean 60 kg lấy cho mình size M nhá.
mọi người cứ đặt hàng đấy, mọi người mua hàng bên mình nhá, nếu không ưng ý có thể đổi trả được, có thể đổi trả được nhưng mà phải giữ nguyên tem mác nhá. Đấy, và bảo hành cho ngày là đến 90 ngày và được tất cả các sản phẩm bên em là đều được free ship, đều được free ship như cả nhà ơi. Mọi người mà thường thường mà mặc sai gì thì mọi người đặt bên em là cũng đúng dân đúng sai cũng được mà. Có bốn màu nha, áo này có bốn màu, màu đen, màu trắng, màu camel và là màu nâu. Màu những ai mà da mà ngăm ngăm một tí thì mọi người có thể mặc cho em màu màu nâu hoặc màu camel cũng được. Hoặc mặc sai gì em đang mặc size L. Nữ 1m55 40kg lấy cho em size S nhá. Nữ ghim quần lên anh. Ui, quần á. Áo chấm quần. Tí nữa mình sẽ lên quần. Tí nữa để mình bán xong quần áo này xong rồi bắt đầu mình sẽ lên boxer một tí thì bắt đầu mình sẽ về hồi khóa khoảng người. Ok bạn Trang nhá. Có chắc là về được, chứ cũng không biết được. Nhưng mà cứ nói trước như thế nào, bởi vì công việc cũng không biết được cái lúc có dư hay không. Bây giờ mình sẽ bán cái áo basic trước. Đấy, hết cái này thì bắt đầu mình sẽ chuyển sang quần boxer. Quần boxer xong thì mình sẽ lên một lượt cái quần Âu thì mình sẽ nghỉ. Áo này còn mấy suất này? 6. Còn 6 suất nữa mọi người. Còn 6 suất nữa thôi. Có 6 suất nữa thôi, có giá đang là 239k cho cả nhà, được free ship này. Bảo hành cả nhà đến 90 ngày. Đấy. Mét 65 72kg là cho mình size L nhá. Nhé, chị em nào mà chưa biết sai số ấy thì mọi người cứ để lại cho mình để mình tư vấn sai nhá. Quần anh đang mặc có bán không? Có ạ. Quần mình đang mặc có bán nhá? Có ạ. Đây. Quần mình đang mặc là quần xanh nhạt, trong giỏ hàng có đấy. Cảm ơn Putichai nhá. Trong giỏ hàng có đấy ạ. Em đang kiếm trong giỏ hàng ấy, mọi người cứ vào giỏ hàng này, mọi người cứ thích sản phẩm gì nhá, mọi người cứ đặt đấy. Trong giỏ hàng có đủ, có quần, có phút các kiểu. Mét 65 55kg là cho mình size S nhá. Mét 68 68kg lấy cho mình size L đấy ạ. Anh đẹp kỳ lắm, nhìn này. Mặc thế này thì vừa áo vừa quần bên nhà Collin Store bán 209k, cảm ơn nhá anh Mầm nhá. Quần jean nữ mặc được, quần jean nữ lấy cho em size S đi ạ. Size S đi ạ. Mét 75 77kg lấy cho mình size L nhá. Đây, mặc này. Xây. Chứ này đi ra đường. Bốc sơ coi hết rồi. Hết rồi. Đấy. Bốc sơ đi. Hết rồi. Bảo rồi mọi người ạ, nhanh hết lắm. Em mà bán là nhanh hết lắm nên là cả nhà mình phải nhanh tay đặt hàng đi ạ. Giờ mà hết đi, không có giá đâu. Lúc em tắt like thì sẽ lại về lại giá gốc của nó là không có cái giá. Em làm bán trên like cả nhà. Bây giờ em sẽ lên lại của boxer nhá. Đấy, lôi đang ghim kìa. Đấy, nằm trong phòng mà vẫn đang còn ghim kìa, lôi có ngủ được đâu, ngủ ngày rồi. Hôm nay ngủ ngày rồi. 1m58 48kg. Nữ mang size S cho em nhé. Nữ mang size S cho em. Đặt nhầm size có đổi được nhưng mà hiện tại giờ bạn hủy đơn đi, bạn đặt lại cũng được mà. Nhưng mà trong lúc này mình like chứ mấy bạn hủy đơn thì bạn đặt lại cũng nhá. Đây bây giờ mình sẽ lên lại boxer này. Chờ pipi nhá. Đây. Bây giờ mình sẽ lại quần boxer. Quần mình đang mặc là quần xanh nhạt. Trong giỏ hàng mình đang có. Trong giỏ hàng đang có nhá. Trong giỏ hàng ấy đang có quần ấy, quần xanh nhạt xanh đậm với là màu đen, quần đen ấy. Bây giờ mình sẽ lên boxer. Bây giờ mình sẽ boxer nhá. 5 4 3 2 1 Ghim. Ghim. Anh cứ bấm đâu. Hả? Để tí nữa bấm. Thôi tí bấm nhá. Tí nữa giảm cho đây cho cháu. Quần boxer cả nhà nhá. Quần boxer này một combo quần của nó là 3 quần. Một combo 3 quần, 3 màu khác nhau. Và đang đặt hàng cho mấy bạn. Chape cho mấy bạn hình như hết rồi mà. Đây, bây giờ mình sẽ lên lại quần boxer nhá. Quần boxer bên em là có 3 màu, một combo 3 màu. Ghim đi anh kìa, ghim đi ạ. Ok. Đây. Cái chất liệu của cái quần boxer này là chất liệu 80% là polymer, 10% là sợi polyester và 10% là sợi spandex, nên là này, cái độ co giãn của nó này là cực kỳ cao luôn. Đấy, mình kéo như thế này nhá, kéo mạnh như thế này này. Đấy, kéo này mà nó vẫn không bị dài ra này, bị ráo này, vẫn giữ nguyên như cũ này.
Quần jean này là dành cho nam và nữ nha, cả nam và nữ đều mặc được. Nữ là mặc cho em size S đi, size S đi. Đây, như Nhật Lê đang mặc, Nhật Lê đang mặc là mặc size S mà. Đây, và quần jean này, quần boxer này nhá, là cái nó là mặc cực kỳ thoáng khoáng khí luôn này, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn này, độ kháng khuẩn cực kỳ cao này, nên là các mẹ nhá có thể mua cho con. Các mẹ có thể mua cho các con là từ lớp 8, lớp 6, lớp 8 trở đi, là các cháu đã vận động nhiều rồi. Đấy, nhưng mà các mẹ là lưu ý nhá, bên em ấy là sản phẩm là cực kỳ tốt luôn. Và quần ship ấy là cái quần mà mọi người mặc đầu tiên trong ngày, cũng như là cười ra cuối cùng trong ngày, đúng không ạ? Nên là cái sản phẩm này, cái quần ship ấy là cái sản phẩm được là phải mọi người phải chú ý, phải mọi người dùng để an tâm, bởi vì là chất lượng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, đúng không ạ? Nên là bên em sản xuất ra là dựa trên tiêu chí như thế, nên là bên em là sản xuất là cực kỳ tốt luôn, thân thiện với là sức khỏe của mọi người luôn, thân thiện với môi trường. Đấy, thấy đúng chưa? Mà cực kỳ là thoáng khí đấy, cực kỳ thoáng khí nhá, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt đấy, kéo dán đồ có dán này bắn như thế này đấy. Và thứ nhất, và thứ hai ấy, là còn bảo vệ cho cả nhà, bảo vệ đàn chim Việt, bảo vệ 4 tỷ đấy. Bảo vệ 4 tỷ cho mọi người ấy. Bảo vệ 4 tỷ đấy. Nên là mọi người đừng có lăn tăn vì giá như thế này. Bên em ấy, giá cực kỳ đẹp luôn. Không phải ở đâu cũng có cái giá cực kỳ hời này nhá cả nhà. Được free cho cả nhà nhá. Bảo hành cho cả nhà đến 90 ngày và combo 3 chiếc này. Giá đang là cực kỳ rẻ nha cả nhà. Hết phiên livestream của em là nó sẽ về lại giá gốc với cả nhà ơi. Áo đơn gần trong giỏ hàng có. Trong giỏ hàng chỉ có size L anh ạ. Chỉ có size L là trên 70kg là size L cho em. Đẹp lắm quần này. Quần này mặc cực kỳ thoáng khí luôn nhá. Mọi người vận động nhiều nó thấm hút mùi cực tốt luôn. Vận động thoải mái đấy. Mặc cho em size trẻ em, các mẹ, các bà thì mua cho các cháu với là con thì tầm khoảng 6 đến là 8 tuổi, 6 lớp 6 đến lớp 8 nhá, là mặc được rồi. 80kg thì mặc cho em size L nhá.